Xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là phiên bản BZ40L Black, màu đen kim sa. BZ40L Plus 2019, bản màu đen các bạn ơi, các bản màu đen. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn BZ40L phiên bản màu đen, rất dũng mãnh các bạn ạ. Đây là đèn nét ban ngày, đèn nét ban ngày rất là sáng, rất sáng. Các bạn nhìn đèn nét. Đây là giải inox, giải inox. Được nhập khẩu từ Bắc Kinh các bạn nhé. Nhập khẩu chính hãng từ Bắc Kinh. BYC Group là tập đoàn cổ phần 12% của Mercedes. Được nhập chính hãng người Lan các bạn này. Sở hữu trí tuệ sáp Thụy Điển. Trái tim của BZ40L là động cơ 2.3 turbo, mã lực 250 Nm, 350 mô men xoắn 250, trọng lượng không tải lên 2 tấn 090 kg các bạn ạ, rất là nặng, rất nặng. Kết hợp cùng bộ mâm 17, đây là bộ mâm 17 nhưng mà lốp thì rất là to, lốp Copper thương hiệu Mỹ các bạn ạ. Rất đẹp các bạn ạ. Dĩ nhiên là phanh ABS 4 bánh rồi. Bây giờ mình sẽ các bạn chiêm ngưỡng đèn nét full nét, đèn ma trận, rồi một lát nữa thì mình sẽ vào nội thất sau. Đèn full nét các bạn này, full nét đèn ma trận. Các bạn nhìn nhá, đèn ma trận này là đèn không đáy, các bạn sẽ không nhìn thấy đáy của nó, nó gọi là đèn ma trận, theo mình là như thế. Tại vì hãng giới thiệu đây là đèn ma trận các bạn ạ. Rất đẹp. Đèn gầm cũng là led các bạn này. Bộ đèn này rất là sáng các bạn nhìn đâu, rất sáng. Trên đường rất ánh sáng rất là sáng. Động cơ 2.3 turbo, mã lực 250 rất là mạnh các bạn ạ. Bản về Việt Nam này là bản 2 cầu các bạn nhé. Bản 2 cầu. Động cơ là động cơ của sáp Thụy Điển. Phanh này là phanh bốc của Đức. Gầm cũng là gầm sáp các bạn nhé. Kết hợp cùng hộp số 6 cấp. Hộp số Aisin của Nhật. Hộp số 6 cấp. Các bạn nhìn đèn hậu đằng sau cũng là led các bạn này. Hậu đằng sau cũng là led đấy các bạn. BZ40L này là gầm cao 210. Nhưng các bạn nhìn nó rất là cao. Nhìn nó cao lắm. Năm chỗ. Chiếc xe này mình đang quay là chiếc xe của anh An Văn Tuấn. Anh đạp cũng 2 tháng rồi. Còn bên phải mình đây là chiếc xe của anh Lâm. Cũng ở Hà Nội. Đây một lát thì mình sẽ vào nội thất. Chiếc xe này thì rất hay là các bạn có thể tháo toàn bộ cái mui ra được. Tháo toàn bộ mui ra. Thậm chí các bạn tháo cả 4 cánh cửa ra. Đây là chiếc xe của anh Lâm ạ. Còn đây là chiếc xe của em Hùng.
Còn đây chiếc xe của em Hiếu. Cả bốn chiếc xe này đều có chủ các bạn nhé, đều có chủ. Rất đẹp các bạn ạ. Không khác gì Mercedes S63 AMG. Vua ấp choa. Giờ mình chạy vào nội thất các bạn nhé. Gương này là gương gập điện các bạn ạ. Chỉ cần ấn là gương sẽ gập là tắt thôi. Đây nội thất các bạn này. Nội thất thì rất là sang trọng đấy. Theo mình thì rất là sang trọng. Nó như là bản thương mại. Có ghế điện. Chỉ may thì theo như mình nhìn thì cái chỉ may này thì rất là khôn. Da cũng rất là mềm. Cái ghế đây các bạn này. Ghế Sport này. Sport. Đây các bạn nhìn nào. Tiếng cửa đóng rất là chắc. Đèn nét lên buổi tối thì rất là đẹp các bạn. Đèn nét lên buổi tối rất là đẹp. Camera. Đây là camera lùi an ninh rồi. Còn đây là trên đây là gương chiếu hậu là như màn hình của TV 4K. Bạn nhìn thấy không? Đèn rất là led. Về phần này thì có cả chống trơn trượt các bạn này, chống trơn trượt này, đổ đèo này, bảng táp lô đây. Còn trên này thì gương kính đều là điện hết rồi. Điều khiển trên vô lăng thì hệ thống kích hoạt đây có đầy đủ các bạn này. Rất nhiều chế độ. Modem rồi thì điện thoại live, điều khiển giọng nói. Các bạn nhìn đánh kim cương. Đấy, rất đẹp các bạn. Đây cái này là cái khu vực này, khu vực cài cầu này. Đây là mình đang để một cầu này, đây hai cầu này, đây là đường tuyết này, đây là thể thao này, kích hoạt thể thao vào thì trên màn hình này rất sport, đấy sport, mình ấn vào hết thì hết rồi, sport này, đấy. Đây giải đèn nét này, đây là đèn nét các bạn. Màn hình cảm biến các bạn nhé, VDA này, Navi này, tất nhiên là Navi này thì chưa có bản ở Việt Nam mình rồi. Đến đài chưa? Bây giờ mình sẽ cùng các bạn sẽ ra đằng sau, bên là hàng ghế đằng sau đây. Đấy các bạn nhìn là. Đây các bạn nhìn cái này có cả sấy rửa ghế luôn này, phanh tự động auto hóc. Đấy, đây là cốp. Đấy. Cái lóc này là các bạn bỏ hết được lóc ra nhé, bỏ hết cái lóc ra được luôn. Đây mình ra đằng sau. Còn đây vẫn là lút sáng này, sáng kích sáng lên đá như sáng. Nó báo luôn cả đồng hồ các bạn thấy không, báo hết cả xăng lên này. Ghế đằng sau này các bạn nhé, ghế đằng sau thì có điều hòa hai vùng này. Có điều hòa hai vùng và đặc biệt là cái ghế này đấy là
mình có thể ghế này nó ngả 45 độ rồi. Đấy, đây mình vào đây các bạn nhìn nào. Đấy, nó ngả xuống này. Nằm xuống được, những cái ghế này là các bạn sẽ gập cả ghế vào đây được. Đấy, cái ghế này rất là ngả rồi, các bạn không có lo nữa. Không có lấc này. Đi đường dài thì rất yên tâm, các bạn không có lo. Đấy, ghế ngả rồi. Điều hòa hai vùng với cả phần này thì cũng hay cái là ở đây nó có rộng điện cắm 20V các bạn này. 220 đến 220. Đấy. Điện 220. Và đây là có điểm để khi mình bám mình neo lên trên luôn. Đúng là ốp doa luôn. Giờ mình sẽ ra cốp vào sau các bạn nhé. Đây đúng các bạn. Rất là lặng các bạn. Cốp lặng lắm. Chắc chắn lắm. Các bạn nhìn. Cái này là cũng là đèn hậu đây. Nếu mình bật nấc lửa là cái này lên. Parking sensor cũng có các bạn nhé. Và đây là cái thanh rằng. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Bộ khung đây là để khi mà mình bỏ hết cả lóc ra. Đây ghế thì nó sẽ gấp được xuống như này các bạn này. Đấy, ghế hình gấp, ghế gấp đây. Các bạn có thể gấp cuộn lên được. Đấy. Thế còn đây là loa. Thì nếu các bạn muốn nó hay nữa thì các bạn phải độ thêm một thùng loa này sau nữa thì nó mới hay. Đây các bạn nhìn kính thì mình có thể dơ lên được như này luôn. Rất đẹp các bạn ạ. Mời các bạn qua 127 Nguyễn Cừ để các bạn cảm nhận. Cảm nhận một chiếc xe theo như mình nghĩ là rất là đẹp. Và các bạn nhìn thôi nhưng nhìn gần thì nó rất là to. Nó to lắm. To lắm các bạn. Nội thất này cũng rộng rãi lắm các bạn. Mình sẽ quay lại một lần nữa phía ngoài cho các bạn. Bạn Dương ơi, bật mình cái đèn đèn hậu đằng sau đi. Dương bật cái đèn này lên này. Đấy các bạn nhá. Đấy, đèn này đèn sương mù. Đấy, gái như đi lên vùng thì các bạn gì đâu. Nó rất là sáng, rất là sáng. Rất là sáng. Ừ. Đây đèn phanh đây, đèn phanh các bạn này. Đấy, khi mà lùi nhá, lùi lên đèn led các bạn này. Đấy, đèn led là sáng lắm các bạn. Đèn led đây, led này, trắng tinh. Đấy, đèn lùi đấy. Đấy, các bạn nhìn rất là sáng. Các bạn nhìn ở phía ngoài nó rất là to. To lắm, các bạn nhìn nó to lắm, như chiếc Hummer. Đấy, to lắm. To lắm các bạn. To lắm. Về Việt Nam là có 3 màu các bạn nhé. Màu rêu, màu đen và màu đỏ. Nhưng mà nhà máy thì có thêm màu trắng nữa. Và có màu bóc đô nữa. Theo như mình thì màu trắng cũng rất là đẹp. Đây là màu rêu. Bản quân sự, bản bộ đội các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Xin mời các bạn qua 127 Nguyễn Văn Cừ để các bạn chạy thử. Rất là đẹp các bạn, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn comment cho mình nhé. Xe mới thì mình sẽ đăng tải lên cho các bạn nhé.